chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ra tòa, út chọc vẫn cứu Đinh La Thăng. Vào sáng ngày 15 tháng 12 năm 2020 là ngày thứ nhì xét xử vụ án Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ. Đây là một ekip liên kết với nhau theo mẫu quan chức và doanh nghiệp. Từ vụ án này mới phơi bày ra cho bản dân thiên hạ thấy rằng sự cấu kết mờ ám này đã giúp cho những công ty hoàn toàn không có năng lực trúng thầu với những hợp đồng khủng để rồi chia nhau, xè xẻo tài sản của nhà nước. Theo hội đồng xét xử, vụ sai phạm liên quan đến việc thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng. Tiếp tục xét hỏi những bị cáo là đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc. Tại tòa, Đinh Văn Duyệt đã khai nhận anh ta làm việc theo chỉ đạo từ Vũ Thị Hoan, cháu của Đinh Ngọc Hệ. Để nhận được gói thầu, Đinh Ngọc Hệ lập công ty Yên Khánh giao cho cháu mình là Vũ Thị Hoan đứng tên. Sau đó, Đinh Ngọc Hệ sai Vũ Thị Hoan chỉ đạo Lê Văn Diệt làm hồ sơ giả về năng lực tài chính của công ty Yên Khánh nhằm tạo sự tin tưởng, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, đấu giá. Theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt trực tiếp tham gia đấu giá cũng như dự buổi ký hợp đồng bán quyền thu phí. Nói đơn giản là Đinh Ngọc Hệ chủ mưu nhưng không đứng tên doanh nghiệp tham gia đấu giá, để phòng khi vụ việc bị phanh phui thì không dính dáng đến mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Đinh Ngọc Hệ vẫn không thể nào thoát được. Đây là hình ảnh áp giải Đinh Ngọc Hệ ra trước tòa. Sau khi công ty Yên Khánh trúng giá rồi tiến hành khai thác quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Phạm Văn Diệt tham gia cuộc họp bàn cách cắt giảm, che giấu doanh thu ở các trạm thu phí. Sau đó, Diệt cũng có tham gia vào việc phê duyệt phương án nộp tiền thu phí theo số liệu can thiệp vào doanh nghiệp thu thực tế. Như vậy, chính Đinh Ngọc Hệ sử dụng pháp nhân doanh nghiệp mà do Hệ đứng sau lưng thao túng, trong đó có công ty Yên Khánh để mua đấu giá quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đinh Ngọc Hệ cũng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ năng lực tài chính của hai doanh nghiệp nhằm tạo sự tin tưởng, đủ điều kiện tham gia đấu giá. Hợp đồng bắt buộc Tổng công ty Cửu Long là một công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải để bàn giao nguyên trạng thiết bị thu phí về công ty Yên Khánh. Và vai trò giúp sức của Đinh La Thăng đến đâu? Những trò gian lận như lập công ty nhờ người khác đứng tên hay giả làm hồ sơ năng lực của công ty là những trò đơn giản không thể qua mặt được Đinh La Thăng và bộ máy chính quyền cấp bộ được. Đây là chỉ dấu cho thấy ông Đinh Ngọc Hệ và Đinh La Thăng đã bắt tay nhau và lên kịch bản từ trước. Quan trọng là cơ quan điều tra có chịu khui đến nơi đến chốn hay không mà thôi. Những chiêu trò này trong bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn diễn ra rất phổ biến. Lấy ví dụ như công ty Nhật Cường Software của Bùi Công Huy mới thành lập, hồ sơ năng lực gần như không có gì cả. Nhưng công ty này lại vượt qua những ông lớn trong ngành công nghệ thông tin và viễn thông như FPT hay Viettel để mà trúng thầu giải pháp phần mềm cho dự án chính quyền điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Một công ty nhỏ xíu như vậy lại được ưu ái trúng gói thầu lớn, rất dễ nhận biết. Và thật là như vậy, khi công an vào cuộc, thì người đỡ đầu cho Nhật Cường Software không ai khác chính là Nguyễn Đức Chung. Trở lại chuyện Út Chọc lập công ty Yên Khánh và giả làm hồ sơ năng lực để đấu giá thì không thể thiếu bàn tay giúp đỡ của Đinh La Thăng. Nếu truy tố đúng tội thì Đinh La Thăng phải mang tội đồng lõa, chứ không phải mức tội quá nhẹ là thiếu trách nhiệm được. Đây là hình ảnh của ông Đinh La Thăng phải truy tố về tội đồng lõa, chứ không phải chỉ là thiếu trách nhiệm. Trong vụ sai phạm, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Đinh La Thăng là cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và 5 đồng phạm, nguyên lãnh đạo cán bộ nhà nước với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ là cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng cùng với 12 bị cáo khác bị truy tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Và Út Chọc đã rút gần hàng ngàn tỷ thì có chia cho ai hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Khi công ty Yên Khánh trúng thầu việc thu phí cao tốc Sài Gòn Trung Lương thì tất nhiên bộ máy của giao thông Bộ Thông tin Thông tải phải kiểm soát được lượng tiền thu được của công ty Yên Khánh để tránh thất thoát cho ngân sách. Muốn rút ngân sách thì nguyên tắc rất đơn giản, công ty Yên Khánh làm sao để che giấu một phần doanh thu thật. Từ đó công ty đóng thuế cũng thấp đi và đồng thời có thể dùng số tiền doanh thu bị che giấu mất kia đi làm quỹ riêng chia chác cho các cán bộ chủ chốt của Bộ Giao thông Vận tải
và Đinh Ngọc Hệ bỏ túi riêng. Cách làm có thể như sau. Vào năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải quy định công ty Yên Khánh chỉ sử dụng phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải cài đặt sẵn và cho nhân viên nhặt vé do các tài xế xe qua trạm vứt lại để tập hợp xóa số seri, in lại vé mới cùng với số seri với các vé đã nhặt được. Việc làm được tiến hành thủ công. Đến năm 2015, sau khi được báo cáo số liệu thu phí thực tế lớn hơn nhiều, việc giảm doanh thu bằng phương pháp nhặt vé thủ công không hiệu quả. Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo mua phần mềm của công ty Xuân Phi để thay thế phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải tại 4 trạm trên tuyến cao tốc nhằm che giấu doanh thu, chiếm đoạt tiền thu phí. Đồng thời, sau khi hết hạn thời gian sử dụng 5 năm, công ty Yên Khánh báo cáo việc thu phí thua lỗ để tiếp tục xin gia hạn thu phí và số tiền phải nộp để mua quyền thu phí thấp hơn giá đã mua. Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp thực tế từ năm 2014 cho đến năm 2018 tại 4 trạm cao tốc là hơn 3.266 tỷ đồng được thu. Song bị Hệ và đồng phạm điều chỉnh còn có hơn 1.541 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền chênh lệch tới 725 tỷ đồng. Đây là hình ảnh cần làm rõ ông Đinh La Thăng đã có thể đã hưởng bao nhiêu tiền trong tổng số 725 tỷ đồng này. Trong cáo trạng chỉ trình bày đến như vậy, không thể nói gì đến số tiền mà Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt được kia đã chia cho ai và liệu ông Đinh La Thăng hoặc các quan chức khác có phần hay không thì vẫn không thấy cáo trạng nói đến. Thực tế tham nhũng trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng là tham nhũng cả hệ thống. Việc Đinh Ngọc Hệ ăn chênh lệch cho đến 725 tỷ đồng mà không chia cho ai là điều hết sức vô lý. Út Chọc dù bị tù vẫn quyết cứu Đinh La Thăng. Trước tòa, ông Đinh Ngọc Hệ thừa nhận việc bản thân còn nhờ cháu ruột là Vũ Thị Hoan đứng tên pháp nhân công ty Yên Khánh. Ông Hệ nhiều lần khẳng định Hoan làm việc theo yêu cầu của bị cáo đề ra. Cụ thể, ông Hệ yêu cầu cháu gái nghe theo mọi sự sắp đặt của ông Phạm Văn Diệt, nguyên tổng giám đốc điều hành công ty Đức Bình. Trước chất vấn liên quan đến vấn đề ông Hệ thành lập hàng loạt doanh nghiệp như công ty An Khánh, Yên Khánh, Đức Bình, v.v. Nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng thừa nhận chính bị cáo đã bỏ vốn thành lập những công ty trên. Đối với quá trình mua đấu giá quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ khẳng định hầu như mọi việc bị cáo đều tin tưởng và giao toàn quyền về tay bị cáo Phạm Văn Diệt. Vì tin tưởng Diệt và ban pháp chế công ty nên bị cáo giao Diệt điều hành mọi việc liên quan đến mua quyền thu phí, đến vận hành thu phí và sau khi trúng thầu đấu giá. Nói chung là Đinh Ngọc Hệ chối bỏ vai trò chủ mưu. Đây là hình ảnh ông Đinh Ngọc Hệ một mực chối bỏ quan hệ với ông Đinh La Thăng. Đáng chú ý, ông Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận cáo buộc ông ta có động thái tiếp cận nhờ cậy ông Đinh La Thăng giới thiệu, ưu ái trong việc mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Có thể nói dù bị dí và hỏi rất nhiều về mối quan hệ giữa ông Đinh La Thăng, nhưng một mực ông phủ nhận việc này như đã cứu Đinh La Thăng một bản thua trông thấy. Đinh La Thăng thì bị chồng bao nhiêu mức án là câu hỏi cũng được đặt ra. Những bản án trong các lần ra tòa của ông Đinh La Thăng như sau. Bản án thứ nhất là vào tháng 5 năm 2018, ông Đinh La Thăng bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về hành vi cố ý làm trái xảy ra tại PVN và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Bản án thứ nhì vào tháng 6 năm 2018, ông Đinh La Thăng bị Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội tiếp tục tuyên y án 18 năm tù về gây thiệt hại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN 800 tỷ đồng khi góp vốn vào ngân hàng Ocean Bank, thời ông Thăng làm chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN. Bản án thứ 3 là vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Thăng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 224 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù, xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Vụ án này cũng sắp được đưa ra xét xử tiếp. Bản án thứ tư là vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng là cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng 6 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, gây lãng phí theo điều 3 khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Theo đó, ông Thăng đã phải chịu chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù cho hai bản án đã có hiệu lực luật pháp của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hiện tại cả hai vụ án bóng Thăng đang và sẽ bị xét xử thì ông đều bị truy tố mức án là hình phạt tù có thời hạn. Mỗi vụ án ông Thăng bị truy tố từ 10 đến 20 năm tù. Đây là hình ảnh dù tội chồng tội đến 4 lần
nhưng ông Đinh La Thăng chỉ ở tù 30 năm. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu cộng 4 bản án lại, ông Đinh La Thăng có bị tối đa là bao nhiêu năm tù? Theo luật sư Nguyễn Văn Dũ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay việc tổng hợp hình phạt đối với các trường hợp của ông Thăng được áp dụng theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 55 và khoản 1 điều 56 Bộ luật hình sự. Đó là quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhân phạm nhiều tội và tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Cụ thể, điểm A khoản 1 điều 55 của Bộ luật hình sự quy định về việc quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội vì việc tổng hợp hình phạt sẽ như sau. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn. Cả 4 vụ án mà bị cáo Thăng phải hầu tòa đã và sẽ tuyên ông hình phạt tù có thời hạn. Do vậy, bất luận vụ án của ông Thăng đang được xử tại Thành phố Hồ Chí Minh và vụ án Ethano tại Phú Thọ sắp được xét xử tiếp tuyên ông bao nhiêu năm tù thì ông Thăng cũng chỉ phải chấp hành hình phạt chung, tức là sau khi tổng hợp là 30 năm tù cho cả 4 bản án. Luật sư Dũ đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020 với bản tin Ra tòa, út chọc vẫn cứu Đinh La Thăng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.